Cô chào tất cả các con. Cô sẽ đồng hành cùng các con trong tiết tập làm văn ngày hôm nay. Để giờ học đạt hiệu quả, cô lưu ý các con. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Ngay bây giờ, cô trò mình sẽ cùng khởi động với trò chơi ô cửa bí mật. Các con cùng quan sát, cô có 4 ô cửa. Nhiệm vụ của các con là hãy điền vào chỗ chấm tên một loài hoa hay một loại quả để hoàn thành đoạn thơ. Và các con lưu ý, đáp án sẽ nằm ở đằng sau ô cửa. Nếu các con đoán ra được đáp án đúng, ô cửa sẽ mở. Còn nếu chúng mình đoán đáp án chưa đúng thì ô cửa sẽ bị đóng nhé. Vì vậy cô chúc tất cả các con sẽ mở được cả bốn ô cửa. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Cô trò mình sẽ cùng đến với ô cửa thứ nhất nhé. Cây ba chấm xanh tỏa nhiều tàu giang tay đón gió gật đầu gọi trăng thân ba chấm bạc phách tháng năm quả ba chấm đàn lợn con nằm trên cao các con có 5 giây để suy nghĩ 5 giây bắt đầu với câu hỏi này cô tin chắc rằng các con đã tìm ra được đáp án ngay đúng không nào cùng so sánh đáp án với cô nhé đáp án của cô là dừa đây là đáp án chính xác chúc mừng các con cô cho mình đã mở được ô cửa thứ nhất rồi đấy chúng mình cùng đến với ô cửa thứ hai nào kìa một cành ba chấm bao nhiêu là quả đang cười nghiêng ngả dưới cơn mưa chiều là quả gì cô gợi ý với các con nhé Loại quả này có 3 chữ và sẽ có vần giống với tiếng đầu tiên trong câu thơ thứ hai. Các con có 5 giây để suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. Với gợi ý của cô, cô tin chắc rằng các con đều tìm ra được đáp án, đúng không nào? Đáp án của cô là táo. Ô cửa thứ hai đã được mở rồi và cô chúc mừng các con đã tìm ra được đáp án chính xác. Cô cho mình cùng đến với ô cửa thứ ba nhé. Hoa ba chấm đã nở, rực rỡ đầy hồ, thoang thoảng gió đưa, mùi hương thơm ngát. Là loại hoa gì vậy? Cô gợi ý với các con, loại hoa này cũng có ba chữ. Loại hoa này là biểu trưng của Việt Nam đấy. Các con có 5 giây để suy nghĩ, 5 giây bắt đầu. đáp án của cô là sen cô chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án giống như cô chúng mình cùng đến với ô cửa cuối cùng ô cửa thứ tư hoa ba chấm trước ngõ cười vui sáng hồng hoa mai trong vườn rung rinh cành trắng là hoa gì vậy các con cô gợi ý với các con hoa này cũng có ba chữ và đây là loài hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Bắc đấy. Nào, 5 giây suy nghĩ của các con, bắt đầu. Cô tin rằng các con đã tìm ra được đáp án ngay, đúng không nào? Đáp án của cô là đào. Như vậy, cô trò mình đều đã mở được cả bốn ô cửa rồi đấy. Cô chúc mừng tất cả các con. Các con thấy đấy, mở cánh cửa này ra biết bao nhiêu loài hoa đẹp biết bao nhiêu trái ngọt lành để thể hiện được vẻ đẹp đó trong tiết tập làm văn miêu tả cây cối chúng mình cần quan sát thật kỹ và miêu tả sinh động các bộ phận của cây nối tiếp tiết học trước trong tiết học ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng miêu tả hoa và quả của cây qua bài luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trong tiết học này, cô mong muốn các con thấy được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối, hoa, quả trong những đoạn văn mẫu. Viết được một đoạn văn miêu tả hoa hoặc quả. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 50. Đọc một số đoạn văn miêu tả hoa, quả dưới đây và nêu nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Để nêu được nhận xét về cách miêu tả của tác giả, cô gợi ý với các con. Các con hãy xem tác giả đã miêu tả hoa, quả như thế nào. Cách miêu tả hoa hoặc quả có gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì? Các con hãy cùng đọc thầm với cô hai đoạn văn nhé. Đây là hoa sầu đâu hay còn gọi là hoa xoan đấy. Cùng đọc thầm với cô đoạn văn A nào. Hoa sầu đâu? Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê bắc bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười hoa nhỏ bé lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió cứ đến tháng ba nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ dịu dàng mát mẻ còn hơn cả hương cau mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra. Mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng. Mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý. Mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm sấp nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngất, như say say một thứ men gì. Vũ Bằng là một nhà văn tài hoa. Đoạn văn hoa sầu đâu được trích trong tác phẩm Thương nhớ 12, một kiệt tác văn chương của ông. Khi đó, đất nước bị chia cắt, ông sống ở miền Nam nhưng luôn nhớ về miền Bắc. Tháng 3 tới, ông nhớ hoa sầu đâu ở làng quê Bắc Bộ với nỗi niềm thương nhớ cố hương da diết vơi đầy. Vậy nhà văn đã miêu tả hoa sầu đâu như thế nào? nhà văn đã miêu tả hoa sầu đâu từng chùm các con có biết vì sao tác giả lại miêu tả hoa sầu đâu từng chùm mà không miêu tả một bông hoa sầu đâu không vì hoa sầu đâu nhỏ bé tí xíu lại mọc từng chùm nên tác giả không miêu tả một bông hoa sầu đâu vẻ đẹp của hoa sầu đâu không phải là vẻ đẹp của một bông hoa mà là vẻ đẹp của một chùm vậy câu văn nào đã cho các con biết tác giả miêu tả cả chùm hoa sầu đâu các con hãy gạch chân bút chì nào cùng so sánh đáp án với cô nhé câu văn hoa nhỏ bé lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió đã cho chúng mình biết điều đó đấy hoa sầu đâu nhỏ bé màu tim tím, tím lấm tấm mấy chấm đen, mọc thành chùm, tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Ấy vậy mà, dưới ngòi bút của nhà văn Vũ Bằng, hình ảnh hoa sầu đâu nở như cười, đu đưa như đưa võng, gợi tả một vẻ đẹp quyến rũ của hoa sầu đâu. Ngoài miêu tả hình dáng của bông hoa, tác giả còn miêu tả nét đặc sắc nào của hoa sầu đâu? tác giả còn đặc tả mùi thơm của hoa sầu đâu đấy các con ạ à. mùi thơm của hoa sầu đâu thế nào để miêu tả mùi thơm của hoa sầu đâu tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh hình ảnh nào cho chúng mình biết điều đó các con hãy gạch chân bút chì nào cùng so sánh đáp án với cô nhé các con ạ à, mùi thơm của hoa sầu đâu rất đặc biệt thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ dịu dàng mát mẻ thế nào dịu dàng ra sao nhà văn vũ bằng đã rất khéo léo khi sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh mát mẻ còn hơn cả hương cau mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc các con thấy đấy nhà văn vũ bằng đã nhận ra hoa sầu đâu đi vào lòng người không phải chỉ bởi hình dáng mà còn bởi mùi thơm của hoa mùi thơm của hoa sầu đâu rất đặc biệt mùi thơm huyền diệu đó hòa với các hương vị của đồng quê như mùi của đất ruộng cày vỡ ra mùi đậu đã già mùi mạ non mùi khoai sắn mùi rau cần như gợi lên một sự thân thương đến kỳ lạ khiến người ta như say xưa ngây ngất một thứ men gì đó thứ men đó chính là tình yêu quê hương đất nước đấy các con ạ à. qua đoạn văn a các con đã được tìm hiểu về vẻ đẹp và mùi thơm của một loài hoa tưởng như rất giản dị sau đây cô trò mình sẽ cùng đến với đoạn văn b để tìm hiểu về một loại quả cũng giản dị như thế nhé các con có biết đó là loại quả nào không à, đó là quả cà chua các con cùng đọc thầm với cô đoạn văn B nhé. Quả cà chua Đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặn theo vòng thời gian chuyển vần. Hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn, chung màu với cây với lá. Cà chua ra quả, sum xuê, chi chít. Quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn quả ở thân quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm ỏe cả những nhánh to nhất nắng đến tạo vị thơm mát dịu dần trong quả mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây nhỏ bé gọi người đến hái màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất những quả cà chua đầu mùa gieo sự náo nức cho mọi người dưới ngòi bút của nhà văn Ngô Văn Phú Ta có một cách nhìn đầy đủ nhất về loài cây bình dị này. Vậy nhà văn đã miêu tả cây cà chua như thế nào? Nhà văn đã tả cây cà chua từ khi hoa rụng đến khi kết quả, từ khi quả còn xanh đến khi quả chín. Câu văn nào đã cho các con biết điều đó? Các con hãy gạch bút chì nào. Cùng so sánh đáp án với cô nhé. Câu văn đã cho chúng mình biết điều đó là đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặn theo vòng thời gian chuyển vần hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá từ lặn từ biến là hai từ ngữ đã gợi rõ vẻ huyền diệu của hoa cà chua đấy nhớ lại kiến thức đã học các con hãy cho cô biết tác giả đã miêu tả theo trình tự nào tác giả đã miêu tả theo trình tự thời gian đấy các con ạ à. Ở đoạn văn B, chúng mình cảm nhận rất rõ sự miêu tả quả cà chua theo trình tự thời gian. Nhà văn đã tả từ khi đơm hoa, hoa cà chua lặn theo vòng thời gian chuyển vần, đến khi có quả. Màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất. Từ khi hoa rụng, hoa biến đi, đến khi kết quả, tạo ra những chùm quả nõn. Tả từ khi quả non, chung màu với cây với lá, đến khi quả chín gieo sự náo nức cho mọi người. Ngoài miêu tả sự thay đổi của quả cà chua theo thời gian, tác giả còn miêu tả nét đặc sắc gì của quả cà chua? Với những tính từ gợi tả, gợi cảm, nhà văn đã miêu tả nét đặc sắc của cây cà chua khi ra quả, sum xuê, chi chít. Rồi trong cùng một cây, có quả lớn, quả bé, quả một, quả chùm, quả sinh đôi quả chùm ba chùm bốn quả ở thân quả lên ngọn đây là một cách miêu tả rất hóm hình đúng không các con rồi nét đặc sắc của quả cà chua còn thể hiện ở màu sắc của quả khi quả nhỏ chung màu với cây với lá khi quả chín mỗi quả cà chua là một mặt trời nhỏ hiền dịu là chiếc đèn lồng được cây cà chua thắp lên phải quan sát kỹ và rất tinh tế mới có thể nhận ra được những nét đặc sắc đó. Để đoạn văn sinh động hơn, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa đấy các con ạ. À. Những hình ảnh nào cho chúng ta biết điều đó? Các con hãy gạch chân bằng bút chì nào? Các con cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Khi miêu tả mức độ chi chít, xung xuê của quả, tác giả tập trung miêu tả quả và chùm quả bằng cách đưa ra hình ảnh so sánh quả lớn, quả bé, vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu. Khi miêu tả màu sắc của cây cà chua, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây nhỏ bé gọi người đến hái. Sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa Kết hợp với miêu tả theo trình tự thời gian đã khiến cho người đọc cảm nhận rõ sự phát triển của cây cà chua từ khi là bông hoa bé tí đến khi quả xanh rồi quả chín. Quả đúng như tác giả đã viết, những quả cà chua đầu mùa gieo sự náo nức cho mọi người. Đây là cái viết tuy mộc mạc nhưng lại dâng trào cảm xúc của tác giả khi miêu tả quả cà chua chín ngon lành nơi quê nhà qua hai đoạn văn mẫu. Các con thấy đấy, cả hai nhà văn đã miêu tả một số bộ phận của cây cối. Ở đoạn văn A, đó là hoa sầu đâu. Ở đoạn văn B, đó là quả cà chua. Cả hai nhà văn đều đã tập trung miêu tả một số nét đặc sắc của hoa và quả. Ở đoạn văn A, ngoài hình dáng, tác giả còn đặc biệt miêu tả tới hương thơm của hoa ở đoạn văn B, tác giả tập trung miêu tả khi cây ra quả. Ngoài ra, cả hai nhà văn đều đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. đã khiến cho hoa sầu đâu làm cho người đọc ngây ngất. Còn cây cà chua như gieo sự náo nức mong chờ. Khi miêu tả hoa và quả, các con cần chú ý điều gì? Chọn một số nét đặc sắc nổi bật của hoa, quả để miêu tả. Với hoa, đó là hình dáng, màu sắc, hương thơm của một bông hoa hay một chùm hoa. Với quả, đó là hình dáng, màu sắc, mùi vị của quả. Các con lưu ý, chúng mình có thể tả ở những thời điểm phát triển khác nhau. Chọn các từ ngữ nổi bật nêu được đặc điểm của hoa, quả. Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa kết hợp miêu tả hoa quả với cảm xúc của người viết. Với những kiến thức chúng mình vừa học, cô trò mình sẽ đến với nội dung tiếp theo. Em tập làm nhà văn, bài yêu cầu chúng mình viết một đoạn văn để tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích. Cô trò mình sẽ cùng đến với một đoạn băng hình nhé. các con biết không, nhắc đến Hà Nội thân yêu của chúng mình, ai ai cũng biết đến 12 loài hoa tượng trưng cho 12 tháng đấy. Các con có muốn biết đó là những loại hoa nào không? Hãy cùng quan sát với cô những hình ảnh sau đây nhé. Tháng riêng hoa đào nở rộ Tháng 2 hoa ban ngập tràn Tháng 3 trắng tinh hoa xưa. Tháng 4 mỏng manh loa kèn. Tháng 5 cháy rực phượng đỏ. Tháng 6 ngát hương mùa sen. Tháng 7 hoa xấu ngập đường. Tháng 8, dâu ra xoan nở từng chùm. Tháng 9, hoa sữa nồng nàn. Tháng 10, cúc báo thu sang. 11, tím biếc thạch thảo. 12, rực rỡ cuối đông cải vàng. Các con thấy đấy, khi miêu tả hoa hoặc quả, ngoài việc quan sát kỹ, chúng mình còn phải lựa chọn từ ngữ để miêu tả những nét nổi bật. Trong tiết học luyện tập quan sát cây cối, các con đã được tìm hiểu về một số từ ngữ khi miêu tả hoa hoặc quả. Để giúp cho các con có thể miêu tả dễ dàng hơn, cô cũng có một số gợi ý với các con. Đây là hoa sữa đấy con ạ. À. Loài hoa này là loài hoa đặc trưng cho Hà Nội của chúng mình đấy và thường nở rộ vào tháng 9. Vậy khi miêu tả loài hoa này, các con sẽ lựa chọn những từ ngữ nào? Cùng suy nghĩ với cô nào. Chắc hẳn khi các con quan sát về hình ảnh hoa sữa, các con dễ dàng chọn cho mình một số từ ngữ miêu tả hình dáng của hoa sữa, đúng không nào? Các con cùng so sánh với cô nhé các con có thể lựa chọn các từ như xinh xinh nhỏ xíu mọc từng chùm màu sắc của hoa sữa như thế nào để giúp các con có thể tìm được những tính từ miêu tả dễ dàng hơn cô có ba tính từ sau các con cùng quan sát ba tính từ của cô là trăng trắng trắng muốt, trắng xanh. Các con sẽ lựa chọn từ ngữ nào? Đáp án của cô là trắng xanh. Để miêu tả được hương thơm của hoa sữa quả là hơi khó khăn với các con đúng không nào? Tuy nhiên cô sẽ đọc hai câu thơ và cô tin rằng khi các con nghe hai câu thơ đó xong, chắc chắn các con sẽ chọn được từ ngữ để miêu tả hương thơm của hoa sữa. Nồng nàn hoa sữa mùa thu dưng dưng nỗi nhớ lời du tìm về. Các con cùng quan sát kỹ hai câu thơ của cô. Các con sẽ lựa chọn từ ngữ nào để miêu tả hương thơm của hoa sữa? Cô tin chắc rằng tất cả các bạn sẽ đều lựa chọn từ nồng nàn, đúng không nào? Chúng mình hãy cùng đến với một câu đố của cô nhé. Dáng tròn to lớn đầy gai ở trong có múi vàng tươi mới kỳ gần chín đóng cọc thơm ghê bổ ra ăn ngọt cả nhà cùng ưa đó là quả gì các con cùng tìm đáp án nào so sánh đáp án với cô nhé đáp án câu đố của cô là quả mít cô tin rằng khi các con tìm đúng đáp án chắc chắn các con đã nhìn thấy những đặc điểm nổi bật khi miêu tả quả mít rồi đúng không nào? Khi miêu tả hình dáng, các con có thể lựa chọn từ tròn tròn, nhiều gai. Cô cũng gợi ý với các con một hình ảnh so sánh. Chúng mình có thể so sánh quả mít nhiều chi chít như đàn lợn con. Với màu sắc của quả mít, các con sẽ lựa chọn từ ngữ nào? Chắc chắn không khó khăn với chúng mình. Các con sẽ chọn vàng đúng không nào? Tuy nhiên cô lưu ý với các con, tùy vào từng thời điểm phát triển của cây mà chúng ta có tính từ miêu tả màu sắc khác nhau. Khi quả còn non, chúng ta có thể sử dụng màu xanh, còn khi quả chín, chúng ta có thể sử dụng vàng. Mùi vị của quả mít, các con sẽ lựa chọn từ ngữ nào? Rất dễ dàng với chúng ta đúng không nào? Cô chắc chắn các con sẽ lựa chọn từ ngọt ngào. Đây là hoa loa kèn đấy các con ạ. À. Khi miêu tả hoa loa kèn, các con sẽ lựa chọn những từ ngữ nào để miêu tả? Cùng xem gợi ý của cô nhé. Các con biết không? Ngày tên hoa loa kèn đã gợi cho chúng mình hình dáng của bông hoa rồi đấy. Theo các con, các con có thể lựa chọn hình ảnh nào để so sánh với hình dáng của hoa loa kèn? Đó chính là chiếc kèn, đúng không nào? Vì vậy, khi miêu tả hình dáng của hoa la kèn, các con có thể lựa chọn các từ ngữ sau. Trông giống như cái kèn. Xinh xinh. Còn màu sắc của hoa la kèn, chúng mình lựa chọn từ ngữ nào? Khi các con miêu tả hoa sữa, các con đã lựa chọn tính từ trắng xanh. Như vậy, với hai tính từ còn lại, trăng trắng, trắng muốt, các con lựa chọn từ ngữ nào? cô tin rằng các con sẽ tìm ra được đáp án ngay chúng mình sẽ lựa chọn từ trắng muốt các con sẽ miêu tả hương thơm của hoa loa kèn thế nào cô gợi ý với chúng mình nhé các con có thể miêu tả hương thơm của hoa loa kèn bằng từ ngữ thoang thoảng và để thể hiện thêm tình cảm của người viết các con có thể lựa chọn từ ngữ cảm giác khoan khoái khi nhắc đến cây bưởi chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn ấn tượng cả với quả và hoa của cây đúng không nào vậy chúng mình sẽ lựa chọn những từ ngữ nào để miêu tả quả và hoa các con cùng quan sát lên màn hình nhé cô có từ cong cong xinh xắn theo các con hai từ ngữ này chúng mình sẽ dùng để miêu tả bộ phận nào của cây bưởi đó chính là miêu tả hình dáng của hoa ngoài ra để miêu tả hình dáng của quả bưởi các con có thể lựa chọn các từ ngữ sau tròn tròn nhẵn màu sắc của quả bưởi và hoa bưởi như thế nào các con có thể lựa chọn từ trắng muốt để miêu tả hoa bưởi riêng với quả bưởi các con lưu ý tùy vào từng thời kỳ phát triển của cây mà chúng ta có những màu sắc khác nhau để miêu tả quả bưởi khi quả bưởi còn non chúng ta có thể sử dụng từ màu xanh khi quả bưởi đã chín chúng ta có thể sử dụng từ vàng ươm còn hương thơm của hoa bưởi như thế nào các con có thể lựa chọn từ ngữ dịu mát còn với quả bưởi khi miêu tả mùi vị các con có thể lựa chọn từ ngữ nào cô cũng lưu ý với các con. Tùy vào từng quả bưởi khác nhau mà chúng mình cũng sẽ có những từ ngữ khác nhau đấy các con ạ. À. Có những bạn khi ăn bưởi sẽ thấy ngọt lịm. Nhưng cũng có những bạn khi ăn quả bưởi sẽ thấy rôn rốt. Với những gợi ý của cô kết hợp với vốn hiểu biết của các con, các con hãy viết một đoạn văn miêu tả một loài hoa hoặc một thứ quả nhé. Cô lưu ý với các con, để bài viết của mình sinh động hơn, các con hãy sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Kết hợp sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa. Và các con lưu ý, chúng mình hãy lồng cảm xúc của mình vào đoạn văn nhé. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng tư, đường phố Hà Nội lại tràn ngập sắc hoa loa kèn. Nhà em cũng có một bình hoa như thế. Loài hoa bình dị, không hề rực rỡ phô trương mà cứ dịu dàng màu trắng tinh khôi ban đầu nụ hoa như búp măng xinh xắn khi nở cánh hoa xòe rộng khỏe khoắn nhụy vàng lộ ra với mùi hương dịu mát dễ chịu khi đó mỗi bông hoa như chiếc kèn đồ chơi đáng yêu của em bé nhà em em rất yêu loài hoa này vì nó lưu giữ được vẻ đẹp lâu bền và hương thơm cho đến tận khi tàn các con thấy đấy, bạn đã lựa chọn được nhiều từ ngữ gợi tả để tiêu bật được nét đặc sắc của hoa la kèn. Bạn cũng đã biết sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, cánh dài giống như cái kèn, nụ hoa như búp măng xinh xinh. Bạn còn đã biết kết hợp miêu tả hoa với cảm xúc của mình. Qua câu, em rất yêu loài hoa này vì nó lưu được vẻ đẹp bền lâu và hương thơm đến tận khi tàn. Bài của bạn rất đáng khen, đúng không nào? Các con cùng lắng nghe đoạn văn nhé! Hoa bưởi nhỏ, màu trắng ngọc, mọc thành từng chùm. Mùa xuân, hoa nở thơm ngát cả khu vườn. Khi hoa bưởi rụng đi, cây sẽ kết trái. Quả bưởi tròn, da trơn nhẵn như những đứa con được cây mẹ chắt chiêu dinh dưỡng nuôi nấng. Mùa thu là mùa bưởi chín được thưởng thức bưởi, ta sẽ không quên vị ngọt dịu mát của những múi bưởi khi đó. Các con thấy đấy, bạn đã rất khéo léo kết hợp tả cả hoa và quả bưởi trong cùng một đoạn văn. Bạn còn biết lựa chọn các từ ngữ nêu bật được đặc điểm của hoa bưởi và quả bưởi. Ngoài ra, bạn còn tả theo trình tự thời gian kết hợp với sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh nhân hóa. Các con thấy bài của bạn có đáng khen không? Với những kiến thức các con đã học trong hai tiết, cô mong các con sẽ viết được những đoạn văn thật hay khi miêu tả hoa hoặc quả của cây. Và cô mong rằng khi các con viết xong, các con sẽ đọc bài văn đó cho những người thân trong gia đình cùng nghe nhé. Cô tin rằng với những bài văn hay, sinh động, các con sẽ khiến cho mọi người thêm yêu cây xanh và có ý thức bảo vệ môi trường hơn đấy tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau